Kính thưa quý vị đã đọc bài Carbon Trắc năm 1972 do Đỗ Sơn viết. Khoảng một tuần sau khi bài được đăng trên một số báo và diễn đàn Việt ngữ, tôi nhận được email của chuẩn tướng Phạm Duy Tất, vị chỉ huy trận chiến Carbon Trắc. Email của chuẩn tướng Tất có vài điều tôi đã không viết trong bài Carbon Trắc năm 1972. Và vì ông có ghi chủ bên ngoài là tùy nghi sử dụng, nên tôi quyết định gửi đăng lá thơ của ông lên những nơi đã từng đăng bài Carbon Trắc năm 1972. Hông quý vị từng đọc bài có thêm dự kiện cũng như hiểu được tâm tư của người chỉ huy trận chiến này. Anh Đỗ Sơn, tôi đã đọc được bài Carbon Trắc năm 1972, anh viết, bồi hồi nhớ lại một đoạn khó quên trong quãng đời chiến binh của mình. Gửi anh thêm một vài chi tiết có thể anh không rõ, không nhớ hoặc anh chưa từng nghĩ đến về trận Carbon Trắc. Chắc anh còn nhớ tôi đã trả lời với các phóng viên ở Nam Cali nhân dịp về thăm Đại hội Biệt Độc Quân là bại tướng thì nói gì cũng là bại tướng. Nhưng được gợi hồi tưởng lại trận Carbon Trắc thì tôi lại muốn nói những lời chưa có cơ hội nói. Cho đến giờ này, hẳn chưa ai quên mùa hè đỏ lửa năm 1972. Những khi nhắc đến, không ai khỏi chạnh lòng, ngậm ngùi về sự khốc liệt của chiến tranh. Năm 1972 là năm cuộc chiến Nam Bắc lên đến cực điểm. Nói đến trận chiến khốc liệt này, mọi người liên tưởng ngay đến ba mặt trận lớn là An Lộc, Kon Tum và Quảng Trị. Chưa đủ, còn một mặt trận nữa, đó là mặt trận Carbon Trắc thuộc vùng 4 chiến thuật. Carbon Trắc là một địa danh xa lạ, một thị trấn quá nhỏ bé nằm trên đất Campuchia, cách Hà Tiên về phía đông bắc khoảng 14 cây số. Trận chiến Carbon Trắc cũng khá khốc liệt về cường độ. Lực lượng tham chiến có liên đoàn 42 chiến thuật biệt độc quân biên phòng, được đăng phái một chi đoàn thiết quân vận M113 đối đầu với một sư đoàn chính quy cộng sản Bắc Việt được tăng cường. Có thể nói bên ta một chọi năm. Khởi đầu mặt trận này do đại tá Vũ Quốc Gia, tư lệnh lữ đoàn 4 kỵ binh chỉ huy, bộ chỉ huy hành quân đóng tại Tô Châu, Hà Tiên. Biệt độc quân quân khu 4 có bộ chỉ huy hành quân đóng tại trại Chi Lăng, vùng Tóc Sơn, Châu Đốc, có bộ chỉ huy hành quân nhẹ đóng tại Bến Phà Neo Lương trên đất Campuchia, chịu trách nhiệm phục biên giới từ tỉnh Kiên Tường, Mộc Hóa đến tỉnh Kiên Phong, Cao Lãnh. Hai lực lượng biệt động quân và kỵ binh đều dưới quyền chỉ huy của tướng Trần Văn Hai, tư lệnh biệt khu 44. Tôi được tướng Hai đưa vào Carbon Trắc khi chiến trận đã lên đến cao điểm và nắm quyền chỉ huy. Đề cập đến tương quan lực lượng thì tôi xin nói rõ về lực lượng và khả năng của biệt động quân biên phòng một chút để thấy sức chiến đấu, tinh thần chiến đấu của anh em chiến sĩ biệt động quân biên phòng rất kiên cường trong trận Carbon Trắc. Nói đến biệt độc quân, hầu như ai ai cũng có ý nghĩ đây là những đơn vị thiện chiến, mũi nhọn, đầu sóng ngọn gió. Biệt độc quân luôn luôn là tuyến đầu xung trận. Quả đúng như vậy, đó là biệt độc quân ở các liên đoàn 1, 2, 3, 4, 5 đã dày dặn chiến trận mấy chục năm qua. Biệt độc quân biên phòng thì khác, là những đơn vị vừa được cải tuyển thành biệt độc quân từ năm 1970. Họ là những biệt kích quân dân sự chiến đấu ở các trại biên phòng, lực lượng đặc biệt. Họ chưa từng được tổ chức thành tiểu đoàn, chỉ hành quân nhỏ, phục kích, thám sát, chặn đứng và tiêu diệt những cuộc xâm nhập nhỏ xuyên biên giới, từng đoàn ít người trong phạm vi vùng trách nhiệm của trại. Họ chưa có kinh nghiệm đánh cấp đại đội, tiểu đoàn, nói chi là liên đoàn. Tung thiết phối hợp với thiết quân vận thì rõ ràng là xa lạ, trang bị của họ cũng rất nhẹ nhàng. Từ cuối năm 1970, ý thức được tình hình đã biến đổi, Cộng sản Bắc Việt không còn xâm nhập từng đoàn nhỏ vài chục người hoặc đông hơn khoảng 100 người. Bắc Việt nay xâm nhập cấp trung đoàn, sư đoàn, cho nên tôi đã cơ động hóa các tiểu đoàn biên phòng để vừa hành quân vừa học hỏi kinh nghiệm đánh cấp đại đội, tiểu đoàn và nếu cần có thể đánh cấp liên đoàn. Các tiểu đoàn này chưa được gửi đi huấn luyện bổ túc tại trung tâm huấn luyện Dục Mỹ về chính quy hóa. Chính vì vậy mà có liên đoàn 42 biệt độc quân biên phòng để tham chiến mặt trận Carbon Trắc, tăng phái cho lữ đoàn 4 kỵ binh. Nói về quân số cũng là một vấn đề. Tiểu đoàn thuộc các liên đoàn 1, 2, 3, 4, 5 đều có cấp số 800 thì khả năng tham chiến mới được 500. Ngược lại, cấp số tiểu đoàn biên phòng chỉ là 500 thì
thì khả năng hành quân không hơn không kém 300 và chỉ trang bị nhẹ. Với tương quan lực lượng như vậy mà Liên đoàn 42 biệt động quân biên phòng đã tạo được thành tích có thể nói là thần kỳ. Liên đoàn đã không bị đánh tan và không bị tiêu diệt, ngược lại đã gây tổn thất nặng nề cho sư đoàn 1 Cộng sản Bắc Việt, chặn đứng họ tại Kampong Trắc, bẻ gãy kế hoạch của họ, làm tiêu tan mục tiêu của Bắc Việt đã đề ra, đánh chiếm Hà Tiên, Kiên Lương để xây dựng một bến phà cho mặt trận giải phóng miền Nam. Do tình hình các mặt trận trên toàn cõi Việt Nam Cộng Hòa tương đối lắc dịu, quân ta đã làm chủ được trận địa. Sư đoàn 1 Cộng sản Bắc Việt tại Kampong Trắc cũng đã yếu thế, không còn khả năng tấn công mạnh, nên quân đầu 4 quân khu 4 đã cho lệnh rút lui lực lượng khỏi Campuchia. Thấy quân ta rút lui, sư đoàn 1 Cộng sản Bắc Việt tuy đã yếu thế nhưng cố vớt vát tiến chiếm Kiên Lương, cơ sở xi măng Hà Tiên. Liên đoàn 42 biệt động quân biên phòng vừa trở về chưa được dục quân thì lập tức nhận lệnh tăng phái cho sư đoàn 9 bộ binh dưới quyền tướng Trần Bá Di, rồi được điều động đến Kiên Lương giải tỏ khu vực này. Trung tá Trần Kim Đại cùng với liên đoàn nhanh chóng đến Kiên Lương để lâm trận. Bản thân tôi và bộ chỉ huy nhẹ không còn trách nhiệm gì trên mặt trận này, trở về bộ chỉ huy hành quân ở Thất Sơn với trách nhiệm nhiệm vụ cũ trước đây. Có lẽ tướng Chi hiểu quá rõ khả năng và sở trường của biệt động quân biên phòng nên đã ra một lệnh cho Trung tá Đại vô cùng khắc nghiệt, tưởng chừng như khó thực hiện được, hay ít nhất cũng phải chấp nhận một tổn thất khá cao. Ấy thế mà Trung tá Đại thì bình tĩnh lắm, tự tin là khác. Lệnh ban ra là biệt động quân phải tái chiếm hàng xi măng Hà Tiên nguyên vẹn, không được làm hư hại bất cứ thứ gì. Có nghĩa là Trung tá Đại không được sử dụng pháo binh, không được gọi không quân yểm trợ, không được sử dụng vũ khí nặng. Ấy vậy mà Trung tá Đại và Liên đoàn 42 biệt động quân biên phòng đã tạo được một chiến công thần kỳ thứ hai. Chỉ vỏn vẹn trong vài ngày ngắn ngủi, Liên đoàn 42 biệt động quân biên phòng đã chiếm lại hoàn toàn cơ sở xi măng Hà Tiên, đánh tan lực lượng cộng sản khiến họ phải tháo chạy về biên giới. Thực ra, các tiểu đoàn biệt động quân biên phòng còn thiếu kinh nghiệm về lối đánh trận địa chiến, nhưng có quá nhiều kinh nghiệm về đánh đêm, đánh biệt kích. Chính đó là sở trường của họ mà tướng Chi đã phát huy. Trung tá Đại đã hoàn thành mệnh lệnh của tướng Chi thật hoàn hảo xuất sắc. Tuy tôi không có trách nhiệm trong trận chiến này, nhưng vùng biên giới vốn là trách nhiệm thường xuyên của tôi trong nhiều năm qua, nên địa hình, địa vật trong khu vực này tôi quen thuộc lắm. Sau khi Trung tá Đại nhận lệnh từ tướng Chi, liên cấp tốc báo cáo cho tôi. Trung tá Đại thì có vẻ tự tin, nhưng tôi không thể không lo cho quân của mình dù đã tăng phái. Phản ứng thật nhanh, tôi yêu cầu sư đoàn 9 bộ binh chấp thuận cho tôi điều động tiểu đoàn 86 biệt động quân biên phòng thuộc trại Bình Thạnh Thôn do thiếu tá Tà Thành Lộc chỉ huy, thuộc liên đoàn 41 biệt động quân biên phòng đóng tại trại Mộc Hóa, trước thân vận chớp nhón vào chiếm lĩnh núi Hòn Cọp. Gọi là núi nhưng thật sự là một ngọn đồi thấp nằm chặn giữa con đường Kiên Lương đến Hà Tiên. Nơi đây là cơ sở chỉ huy trạm xá tiền phương tiếp vận Giao Liên, con đường tiến thối của đối phương. Cuộc đổ quân thật bất ngờ và táo bạo của tiểu đoàn 86 biệt động quân biên phòng. Thiếu tá Bao Hút Tạ Thành Lộc và quân của ông ta chỉ rõ có chục bước đã chiếm lĩnh ngay trận đồi này, đánh tan tành quân cộng sản. Cũng phải nói thêm, Trung tá Đại nhờ sự hỗ trợ rất tích cực của Bao Hút Tạ Thành Lộc và tiểu đoàn 86 biệt động quân biên phòng đã kết thúc hoàn toàn trận chiến Campuchia Trắc một cách nhanh chóng vẻ vang. Có thể nói rằng dân chúng miền Tây vẫn được vui hưởng thái bình vào lúc đó là nhờ vào trận Campuchia Trắc, trong khi các mặt trận khác tuy bề ngoài có vẻ lắc dịu nhưng thực tế thì vẫn rất căng thẳng. Thật là một điều không vui cho quân dân miền Tây nói chung, biệt động quân nói riêng, vì sự thay đổi bất ngờ của hệ thống chỉ huy quân đoàn 4 quân khu 4. Tướng trưởng được điều động ra làm tư lệnh quân đoàn 1 quân khu 1, tướng Trần Văn Hai trại biệt khu 44. Trung tá Trần Kim Đại đi nhận chức liên đoàn trưởng liên đoàn 1 biệt động quân ở vùng 1 chiến thuật. Riêng tôi đi nhận chức vụ chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2. Tại đây lập tức tham chiến vào mặt trận Kon Tum. Biệt động quân quân khu 2 chịu trách nhiệm mở đường quốc lộ 14, giải tỏa cụm chốt tại núi Chu Bao. Cùng liên đoàn 21 biệt động quân biên phòng do Trung tá Nguyễn Văn Lan chỉ huy,
và tiểu đoàn 90 biệt động quân biên phòng của đại quý Phan Bá Giác đã khai thông quốc lộ 14, mở đường cho chuyến tiếp vận đầu tiên từ Pleiku và Kon Tum bằng đường bộ. Vào thời điểm này năm xưa, biệt động quân vùng 4 chiến thuật, đặc biệt là liên đoàn 42 biệt động quân biên phòng, tiểu đoàn 58 biệt động quân và tiểu đoàn 86 biệt động quân biên phòng. Tôi không biết các anh em này nghĩ gì, nhưng chắc rằng họ bị hụt hẫng đôi chút. Chẳng còn ai nhắc nhở đến trận chiến khốc liệt tại Kampong Trắc, không ai đề cập đến những chiến sĩ đã hy sinh còn nằm lại trên vùng đất lạnh ở xứ Chùa Tháp. Những anh em chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu tại chiến trường này may mắn còn sống. Chiến trường Kampong Trắc đã bị lạc quên không phải bây giờ mà ngay từ chào ấy. Hình như biệt động quân muôn thuở là vậy đó, họ chưa có tiếng nói, mặc dù biệt động quân là một đại đơn vị, một binh chủng lớn. Họ chiến đấu và tiếp tục chiến đấu cho đến khi lệnh đầu hàng của Trương Văn Minh ban ra. Thôi thì hãy giống lên tiếng than ôi. Không biết anh em biệt động quân có đồng tình như vậy không? Hơn 40 năm qua, không ai nhắc đến danh từ Kampong Trắc, nhưng tôi chắc những người lính kỵ binh, công quân, pháo binh, công binh, biệt động quân đã từng tham chiến ở đó không thể quên. Thân nhân bao chiến sĩ đã hy sinh, thân xác còn nằm lại nơi xứ người không bao giờ quên. Chúng ta thì chưa làm được gì cho họ trong lúc này, ngậm ngùi thay.